Mới đây, trên mạng lan truyền ba đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh lần lượt lao vào đánh tới tấp hai nữ sinh khác, khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Tiếp nhận sự việc hiện nay thì cơ chức năng cũng như nhà trường đã nhanh chóng xác minh sự việc, mời các nữ sinh này đến để làm việc. Theo hình ảnh ghi lại từ clip, nữ sinh mặc áo trắng bị ba nữ sinh khác nắm tóc, đấm đá liên tục vào đầu, mặt bụng. Nữ sinh này còn bị lột đồ trong tiếng cười đùa của những người đứng xem. Còn nữ sinh mặc áo khoác màu vàng bị khoảng 4 học sinh khác dùng tay chân liên tiếp đấm đá đạp vào người tát vào mặt, thậm chí một người dùng nón bảo hiểm liên tục đập xuống đầu nạn nhân đến vỡ ca nón. Qua xác minh làm rõ sự việc xảy ra vào chiều Chủ nhật 11 tháng 9 giữa một số học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tây Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hiệu trưởng đã mời các em học sinh lên viết tường trình. Tuy nhiên do phụ huynh các em báo công an nên lực lượng chức năng đã mời các em học sinh và phụ huynh lên làm việc. Trường đang chờ báo cáo cụ thể từ phía công an mới có hướng xử lý tiếp theo. Một nạn nhân là nữ sinh lớp 8 trường Tây Sơn, một nạn nhân là nữ sinh trường khác.